Vào đi. Mày đi đâu mà trông như hoa hậu thế? Sang nhờ. Toàn đầu đi mượn cả đấy. Mày biết nhà tao nghèo, lấy đâu ra tiền mà mua những thứ này. Có tờ báo muốn tao đi thi hoa hậu, tao thử nhá. Ừ, đi đi, được đấy. Vậy mày cho tao vay ít tiền. Nhiều thế? Có bao nhiêu đâu, tao sợ còn không đủ ý. Bao giờ có thì trả tao cũng được, không lo đâu. Đẹp thế. Của bố tao, tặng mẹ tao hồi mới cưới đấy. Mày cho tao đeo thử nhá. Ừ. Mày cho tao mượn nhá. Tao nghĩ rằng cái này mà lên ảnh chắc chắn sẽ đẹp. Biết đâu mai kia tao lại thành hoa hậu thì sao? Giữ cho cẩn thận vào, của hàng đống tiền đấy. Ừ. Nhìn cái này anh thì nhá, đá nha, nhìn vào nó chụp nhá. Tại sao chuyện ấy lại xảy đến với mình cơ chứ? Trời ơi, bây giờ lấy đâu ra số tiền đó để mà đền cho Hân đây? Alo. Ổn. À mà này, làm thế nào để có hơn 100 triệu bây giờ? Chịu. Mà mày hỏi làm gì? Thì tao hỏi thế thôi. Có đứa bạn, mẹ nó bị ốm nên nhờ tao vay ấy mà. Thôi, tao lên máy bay đây. Chào mày, nhớ giữ cái vòng cho cẩn thận vào nhá. Này, này. Đảm bảo em còn trong trắng, mai chị sẽ đi vay lãi ngày cho em. Chị sẽ cho người đi kiểm tra nhân thân em và em sẽ phải viết giấy nợ của chị. Sau đó chị sẽ cầm chứng minh thư của em, thẻ sinh viên của em nữa. Em sẽ phải làm việc cho chị. Đến khi nào mà em đủ tiền trả cho chị không? Ok. Mấy hôm nay thế nào mà anh nhắn tin gọi điện em lại không trả lời? Hay là có chuyện gì à? Trả lời anh đi em. Hay là mai anh lên Hà Nội nhé. Hay là em chê anh nghèo phải không? Không phải. Em à, tí ra đi khách nhá. Hôm nay khách sổ đấy. Nhưng chị ơi, hôm nay em phải học, để mai em đi học phần rồi. Cái gì? Mày định dở mặt với bà đấy phải không? Mày đừng để bà phải cho mấy thằng đầu bấu xuống trường mày nhá. Sao nhìn cứ như người mất hồn thế à? Vụ ấy ngọt như thế nào rồi? Hay là lại thất tình? Tao mệt lắm. Chán rồi. Chả quan tâm. Chả muốn gì nữa. Tao chỉ muốn được chết thôi. Tao về đây. Alo, mẹ à, con lấy vòng về cho mẹ rồi nhá. Mà công nhận, nhìn mẹ đeo cái vòng ý quý phái hẳn lên. Cái gì cơ? Mẹ nói gì? Đồ giả? Cái vòng này là đồ giả? Sao lại có thể là đồ giả được? Dahito.